Xin chào các bạn học sinh yêu quý. Trong những tiết luyện từ và câu trước, các con đã được tìm hiểu về các loại câu kể. Đó là câu kể ai làm gì và câu kể ai thế nào. Về cấu tạo, câu kể ai làm gì gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai là vị ngữ, trả lời cho câu hỏi làm gì. Câu kể ai làm gì có tác dụng nêu lên hoạt động của người, con vật hoặc đồ vật, cây cối được nhân hóa. Câu kể ai thế nào cũng gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai là vị ngữ, trả lời cho câu hỏi thế nào. Câu kể ai thế nào nêu lên đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật. Vậy còn câu kể ai là gì, có cấu tạo và tác dụng như thế nào? Cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong tiết luyện từ và câu ngày hôm nay. Luyện từ và câu, câu kể ai là gì? Qua tiết học ngày hôm nay, cô mong muốn các con sẽ hiểu được cấu tạo và tác dụng của câu kể ai là gì. Biết tìm câu kể ai là gì trong đoạn văn. Và từ đó các con sẽ biết đặt câu kể ai là gì. Để đạt được mục tiêu này, bài học của chúng ta sẽ gồm 3 phần. Phần thứ nhất, nhận xét. Phần thứ hai, ghi nhớ. Và phần thứ ba, luyện tập. Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, nhận xét. Để bắt đầu tiết học, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bạn nhỏ kể về ngày đầu tiên mà lớp bạn đón chào một thành viên mới nhé. Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: "Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi." Cả lớp vỗ tay rào rào đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại. Bộ nội dung của câu chuyện chính là đoạn văn trong phần nhận xét của chúng ta đấy. Cô trò mình cùng đọc lại đoạn văn này nào. Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: "Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi." Cả lớp tôi vỗ tay rào rào, đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại. Theo con, cô giáo đã nói gì về người bạn mới của lớp? Cô giáo đã nói: "Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy." Vậy theo các con, câu nói nào của cô giáo là để giới thiệu về Diệu Chi, còn câu nào dùng để nhận định về bạn ấy? Đó cũng chính là yêu cầu thứ hai trong phần nhận xét. Bài yêu cầu các con tìm xem câu văn nào dùng để giới thiệu và câu văn nào dùng để nhận định. Để thực hiện được yêu cầu này, trước hết các con cần đọc kỹ lại cả 3 câu văn. Sau đó, các con hãy nối những câu văn với tác dụng phù hợp. Để giúp các con có thể xác định đúng tác dụng của từng câu văn, cô sẽ làm rõ nghĩa cho các con hiểu thế nào là giới thiệu và thế nào là nhận định. Giới thiệu là cho biết một vài điều cần thiết về một người hay một sự vật, sự việc mới lạ nào đó. Còn nhận định là đưa ra ý kiến, đánh giá, dự đoán về một điều gì đó. Và bây giờ là thời gian để các con suy nghĩ và thực hiện yêu cầu. Sau đây là đáp án của cô. Câu văn thứ nhất, đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Cho chúng ta biết tên của bạn và biết về một người bạn mới của lớp là Diệu Chi. Vậy câu văn này dùng để giới thiệu. Câu văn thứ hai cũng là một câu văn dùng để giới thiệu. Bởi vì sau khi đọc câu văn, chúng ta biết rằng trước khi chuyển tới trường mới thì Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Khi đọc câu văn thứ ba, các con hiểu là một họa sĩ nhỏ nghĩa là như thế nào? Là một họa sĩ nhỏ, ý muốn nói bạn Diệu Chi vẽ rất đẹp đấy các con ạ. Như vậy, cô giáo đã đưa ra một ý kiến đánh giá về Diệu Chi và đó chính là câu văn dùng để nhận định. Cô và các con đã hoàn thành yêu cầu thứ hai trong phần nhận xét. Vậy yêu cầu thứ ba là gì? Chúng mình cùng tiếp tục tìm hiểu nhé! Đề bài đã yêu cầu chúng ta tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi ai,
cái gì, con gì. Và tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, đó là tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện yêu cầu này ở câu văn đầu tiên nhé. Để tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì ở câu văn thứ nhất, cô đặt câu hỏi: ai là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta? Câu trả lời là đây. Các con còn nhớ không, khi giới thiệu về bạn Diệu Chi, cô giáo đã chỉ vào bạn và nói: đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Vậy đây, ý muốn thay thế cho người mà cô giáo muốn nói đến. Và trong câu văn này, thì đây chính là bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Tương tự như vậy, các con hãy tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì ở hai câu văn còn lại. Chúng ta sẽ tiếp tục so sánh đáp án của mình xem có giống với ý kiến của cô không nhé. Ở câu văn thứ hai, muốn tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cô đặt câu hỏi: ai là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công? Câu trả lời là bạn Diệu Chi. Vậy bạn Diệu Chi là bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Tương tự như vậy, ở câu văn cuối cùng, các con cũng dễ dàng có thể tìm được bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, đó chính là bạn ấy. Như vậy, chúng ta vừa tìm được bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì ở cả ba câu văn. Và bộ phận ấy chính là chủ ngữ của câu. Tiếp tục, chúng ta sẽ tìm những bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì ở cả ba câu văn này nhé. Muốn tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì ở câu văn đầu tiên, cô sẽ đặt câu hỏi: đây là ai? Cô trả lời là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Vậy là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Tương tự như vậy, các con hãy tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì ở hai câu văn còn lại. Ở câu văn thứ hai, muốn tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi là ai, cô đặt câu hỏi: bạn Diệu Chi là ai? Cô trả lời là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Vậy là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công là bộ phận trả lời cho câu hỏi là ai. Tương tự như vậy, ở câu văn cuối cùng, các con có thể tìm được là một họa sĩ nhỏ đấy là bộ phận trả lời cho câu hỏi là ai. Như vậy, chúng ta vừa tìm được bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì ở cả ba câu văn. Và bộ phận ấy chính là vị ngữ trong câu. Vị ngữ này có tác dụng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về những người, sự vật được nói đến ở chủ ngữ. Và những câu văn như vậy chính là câu kể ai là gì. Câu kể ai là gì gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai là vị ngữ, trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Còn về tác dụng, thì câu kể ai là gì có tác dụng để giới thiệu hoặc nhận định. Chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo và tác dụng của câu kể ai là gì. Đó cũng chính là nội dung của phần ghi nhớ trong bài học ngày hôm nay của chúng ta. Các con hãy cùng đọc lại ghi nhớ này nào. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và biết được về cấu tạo và tác dụng của câu kể ai là gì. Vậy các con hãy tự mình hoàn thiện phần còn thiếu của sơ đồ nhé. Các con cùng lắng nghe xem ý kiến của mình có đúng không nào. Về cấu tạo, câu kể ai là gì gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ, trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Bộ phận thứ hai là vị ngữ, trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Còn về tác dụng, câu kể ai là gì nhằm mục đích giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người hoặc một vật nào đó.
Cô chúc mừng những bạn đã hoàn thiện đúng phần sơ đồ này. Tiếp theo, các con hãy tìm những điểm giống nhau và khác nhau của câu kể ai là gì với hai kiểu câu mà chúng mình đã học. Đó là câu kể ai làm gì và câu kể ai thế nào. Thời gian để các con suy nghĩ bắt đầu. Chúng ta dễ dàng nhận thấy ở ba kiểu câu kể này có hai điểm giống nhau. Điểm thứ nhất là về cấu tạo thì các câu kể này đều gồm hai bộ phận, chủ ngữ và vị ngữ. Điểm giống nhau thứ hai là chủ ngữ của ba kiểu câu kể này đều trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Còn ba kiểu câu kể này khác nhau ở đâu nhỉ? Điểm khác nhau thứ nhất đó là ở vị ngữ của các câu. Nếu vị ngữ của câu kể ai làm gì trả lời cho câu hỏi làm gì, thì vị ngữ của câu kể ai thế nào lại trả lời cho câu hỏi thế nào. Và câu kể ngày hôm nay chúng ta học, câu kể ai là gì thì có vị ngữ là bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì. Điểm khác nhau thứ hai ở cả ba kiểu câu kể này đó là tác dụng của mỗi câu. Nếu câu kể ai làm gì nêu lên hoạt động của con người, con vật hoặc đồ vật cây cối được nhân hóa, thì tác dụng của câu kể ai thế nào lại nêu lên đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật. Câu kể ai là gì có tác dụng giới thiệu hoặc nêu nhận định về người hoặc vật. Tác dụng của ba kiểu câu kể này khác nhau như vậy, nên khi sử dụng, các con cần lưu ý lựa chọn kiểu câu kể phù hợp với từng văn cảnh nhé. Qua phần so sánh vừa rồi, chúng ta thấy rằng cả ba kiểu câu kể này giống nhau ở bộ phận chủ ngữ, nhưng lại khác nhau ở bộ phận vị ngữ và tác dụng của câu. Vì vậy, khi muốn xác định một câu kể thuộc kiểu câu nào, các con nhớ phải dựa vào bộ phận vị ngữ và tác dụng của câu văn đó nhé. Cô khen những bạn đã tìm được những điểm giống nhau và khác nhau ở cả ba kiểu câu kể này. Bạn nào có câu trả lời đúng là các con đã nắm rất chắc về các kiểu câu kể đấy. Chúng ta sẽ áp dụng những kiến thức vừa học để làm các bài trong phần luyện tập. Trước khi đến với phần luyện tập, cô muốn thưởng cho chúng mình một trò chơi có tên Nhìn nhanh, đoán tài. Nhiệm vụ của các con là quan sát, sâu chuỗi các hình ảnh để tìm được sự vật được nói đến là gì nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Các con hãy cho biết đây là gì? Những hình ảnh vừa rồi có cho con gợi ý về một sự vật nào không? Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới do nhà khoa học Pascal sáng chế vào năm 1942. Các con đã sẵn sàng đến với câu hỏi thứ hai chưa nào? Các con hãy cho biết đây là gì? Đồ vật được nói đến ở câu đố thứ hai là gì nhỉ? Đó chính là lịch đấy các con ạ. Chúng ta sẽ đến với câu đố cuối cùng nhé. Các con hãy cho biết đây là gì? Cô tin chắc rằng bạn nào cũng có thể đoán được đáp án rồi đúng không nào? Đáp án của chúng ta đó chính là trái sầu riêng. Các con có tìm đúng được cả ba sự vật này không?
Ba sự vật này chính là những sự vật được nói đến trong những đoạn văn, đoạn thơ của bài tập số 1 đấy. Bài tập số 1 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập yêu cầu chúng ta tìm các câu kể ai là gì và nêu tác dụng của những câu kể đó. Để thực hiện được yêu cầu của bài, trước hết các con cần đọc thật kỹ các câu văn. Sau đó, các con hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu. Nếu vị ngữ trả lời cho câu hỏi là gì, thì đó chính là kiểu câu kể ai là gì. Cuối cùng, các con hãy xác định xem câu kể ai là gì vừa tìm được có tác dụng để giới thiệu hay nêu nhận định. Chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu ở phần A của bài. Các con hãy đọc cùng cô những câu văn này. Thì ra, đó chính là một thứ máy cộng trừ mà Pascal đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại. Và bây giờ là thời gian để các con thực hiện yêu cầu ở phần A của bài. Các con hãy cùng lắng nghe cô chữa bài nhé. Để tìm xem câu văn nào thuộc kiểu câu ai là gì, trước hết chúng ta sẽ cùng nhau xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu văn. Ở câu văn đầu tiên, muốn tìm chủ ngữ, cô đặt câu hỏi. Cái gì là một thứ máy cộng trừ mà Pascal đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo? Câu trả lời là đó. Vậy đó là chủ ngữ của câu. Muốn tìm vị ngữ, cô đặt câu hỏi. Đó là gì? Cô trả lời là một thứ máy cộng trừ mà Pascal đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Vậy là một thứ máy cộng trừ mà Pascal đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo là vị ngữ. Ở câu văn thứ hai, muốn tìm chủ ngữ, cô đặt câu hỏi. Cái gì chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại? Câu trả lời là đó. Vậy đó là chủ ngữ. Muốn tìm vị ngữ của câu văn này, cô đặt câu hỏi. Đó là gì? Chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại là câu trả lời. Như vậy là chúng ta đã tìm được vị ngữ của câu. Quan sát hai vị ngữ, các con thấy rằng hai vị ngữ này đều trả lời cho câu hỏi là gì. Cả hai câu văn này đều thuộc kiểu câu kể ai là gì. Vậy còn tác dụng của hai câu văn này là gì? Câu văn thứ nhất đã cho chúng ta biết về chiếc máy tính đầu tiên do Pascal sáng chế. Vậy đây là câu văn dùng để giới thiệu về chiếc máy tính mới. Câu văn thứ hai đã nêu lên đánh giá của tác giả về tầm quan trọng của sáng chế này. Nhờ có chiếc máy tính cơ học đầu tiên mà sau này các nhà khoa học mới sáng chế ra các loại máy tính điện tử hiện đại. Như vậy, câu văn này dùng để nêu nhận định về giá trị của chiếc máy tính đầu tiên. Tương tự như vậy, các con tiếp tục thực hiện những yêu cầu của bài ở phần B. Các con cùng đọc bài thơ với cô nào. Lịch. Lá là lịch của cây, cây lại là lịch đất. Trăng lặn rồi trăng mọc là lịch của bầu trời. Bà tính nhầm, mẹ ơi, 10 ngón tay là lịch. Còn tới lớp, tới trường, lịch lại là trang sách. Bài thơ này thật đáng yêu phải không các con? Qua con mắt của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải thì lịch không phải là những quyển lịch, cuốn lịch hay cách tính thời gian thông thường. Mà đối với nhà thơ, mọi sự thay đổi của các sự vật cho ta cảm nhận được sự chuyển động của thời gian thì đó đều được coi là lịch đấy các con ạ. Vậy trong bài thơ này có những câu nào? Các câu kể ai là gì có trong bài thơ? Thứ nhất, lá là lịch của cây. Câu thứ hai, cây lại là lịch đất. Trăng lặn rồi trăng mọc là lịch của bầu trời là câu kể ai là gì thứ ba. Câu thứ tư, 10 ngón tay là lịch. Và câu thứ năm, lịch lại là trang sách. Các con hãy quan sát lại cả 5 câu kể ai là gì này. Và theo con,
tác dụng của từng câu là gì? Tất cả những câu kể ai là gì này đều được tác giả sử dụng để nêu nhận định về một vật nào đó. Lá là lịch của cây là một nhận định để chỉ bốn mùa trong năm. Vì sao tác giả lại có thể nêu lên nhận định như vậy? Đó có phải là vì sự thay đổi của lá cây theo thời gian? Mùa xuân là lúc cây đâm chồi nảy lộc. Sang hè, tầng lá xanh mát rượi. Khi những chiếc lá ngả vàng, ấy cũng là lúc thu sang. Và rồi những chiếc lá lìa cành bay theo cơn gió mùa của buổi đầu đông. Vậy nhìn lá mà ta thấy được bước chuyển của thời gian, nên lá cũng là một loại lịch. Mỗi loại cây cũng có một giai đoạn phát triển khác nhau. Như cây đào, cây mai thì báo hiệu xuân sang. Còn cây phượng lại rực rỡ nhất vào mùa hè. Nhìn cây ta cũng biết được thời gian, vậy nên cây cũng là lịch đất. Trăng lặn rồi trăng mọc cho chúng ta thấy bước chuyển của ngày và đêm, nên trăng cũng là lịch của bầu trời đấy. Theo con, vì sao tác giả lại cho rằng 10 ngón tay cũng là lịch? Các con đã từng giơ bàn tay của mình lên để đếm giờ, đếm ngày chưa? Chắc hẳn bạn nào cũng đã từng làm như vậy rồi phải không? Nhận định này của tác giả xuất phát từ một thói quen trong thực tế của mọi người, đó là thường dùng các ngón tay hay các đốt ngón tay để đếm ngày, đếm tháng. Và với các bạn nhỏ thì thời gian lại được tính bằng những năm học. Khi những trang sách đầu tiên mở ra, ấy cũng là lúc năm học mới bắt đầu. Và khi những trang sách cuối cùng khép lại thì kỳ nghỉ hè lý thú đã đến rồi. Nên với các bạn học sinh thì lịch lại là trang sách đấy các con ạ. Qua phần tìm hiểu trên, cô tin chắc rằng các con đã hiểu vì sao lá, cây, mặt trăng, ngón tay hay trang sách lại là lịch rồi đúng không? Chỉ từ những quan sát thường ngày mà tác giả đã đưa ra những nhận định thật đúng phải không nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cuối cùng của bài tập số 1 nhé. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Bây giờ là thời gian để các con suy nghĩ và thực hiện yêu cầu của bài. Trước hết, chúng ta sẽ xác định chủ ngữ, vị ngữ của hai câu văn. Muốn tìm chủ ngữ của câu văn thứ nhất, cô đặt câu hỏi: cái gì là loại trái quý của miền Nam? Câu trả lời là sầu riêng. Vậy sầu riêng là bộ phận chủ ngữ. Sầu riêng là gì? Là loại trái quý của miền Nam. Vậy là loại trái quý của miền Nam là vị ngữ. Câu văn thứ hai, để tìm chủ ngữ, cô đặt câu hỏi: cái gì hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí? Câu trả lời là hương vị nó. Vậy hương vị nó là chủ ngữ. Hương vị nó thế nào? Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Như vậy là chúng ta đã tìm được bộ phận vị ngữ của câu. Quan sát cả hai vị ngữ này, sau khi đã tìm được chủ ngữ, vị ngữ, chắc hẳn các con đã biết câu văn nào là câu kể ai là gì rồi đúng không? Đó là câu văn đầu tiên, bởi vì vị ngữ của câu văn này trả lời cho câu hỏi là gì. Vậy câu văn sầu riêng là loại trái quý của miền Nam dùng để giới thiệu hay nêu nhận định? Sau khi đọc câu văn này, chúng ta thấy rằng tác giả đã đưa ra nhận định của mình về trái sầu riêng, ấy là một loại trái cây quý. Nhưng bên cạnh đó thì tác giả cũng giới thiệu sầu riêng là một loại trái cây được trồng ở miền Nam. Vì thế, câu văn này vừa nêu nhận định và vừa giới thiệu về trái sầu riêng. Chúng ta đã vừa cùng nhau hoàn thành bài tập số 1 rồi đấy. Yêu cầu của bài tập số 2 như sau. Chúng ta giới thiệu về các bạn trong lớp, hoặc cũng có thể giới thiệu về người thân trong gia đình của các con. Đề bài còn một yêu cầu nữa, đó là trong lời giới thiệu của mình, các con phải sử dụng được những câu kể ai là gì. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện những yêu cầu của bài. Trước hết, các con cần chọn người để giới thiệu. Nếu các con muốn giới thiệu về bạn bè trong lớp, thì con có thể giới thiệu về các bạn với những bạn lớp khác, hoặc với bố, mẹ, anh chị của mình. Còn nếu lựa chọn giới thiệu về người thân trong ảnh chụp gia đình,
thì các con có thể giới thiệu với bạn hoặc giới thiệu với những người mới quen, cũng có thể là giới thiệu với thầy cô giáo của mình. Sau khi lựa chọn được người mà các con muốn giới thiệu, thì các con hãy lựa chọn nội dung để giới thiệu nhé. Và nhớ là phải sử dụng những câu kể ai là gì đấy. Để giới thiệu về một người nào đó, thì các con nên giới thiệu về tên. Con có thể giới thiệu, đây là Lâm, tổ trưởng tổ mình. Hoặc cũng có thể giới thiệu, bạn thân nhất của em là Việt. Ngoài ra, các con có thể giới thiệu về nghề nghiệp của họ. Như bố mình là một doanh nhân. Cũng có thể giới thiệu về mối quan hệ của họ đối với con. Còn đây là chị mình, chị là học sinh lớp 11. Trong lời giới thiệu, các con còn có thể đưa ra những ý kiến, đánh giá, nhận xét. Để đưa ra một nhận định thì các con cần tìm được những nét riêng nổi bật của họ. Đó có thể nét riêng về ngoại hình. Bạn Mai là bạn gái xinh xắn nhất lớp. Hoặc nét riêng về tính cách. Như bạn Đức là một cây hài của lớp. Cũng có thể là về khả năng của người đó. Mẹ mình là một đầu bếp cừ khôi. Và con cũng có thể lựa chọn những nét riêng biệt khác để giới thiệu và nhận định về người đó nhé. Trên đây là một số gợi ý của cô. Cô tin chắc rằng những người mà con lựa chọn giới thiệu là những người rất gần gũi và thân thiết với các con. Các con cũng rất yêu quý họ và muốn giới thiệu thật nhiều về họ. Vì vậy, khi giới thiệu về một người, các con cũng có thể lựa chọn nhiều đặc điểm để giới thiệu. Nhưng mà nhớ phải sử dụng các câu kể ai là gì nhé. Cô tin chắc rằng với việc nắm được cấu tạo và tác dụng của các câu kể ai là gì, dựa vào những bước mà cô vừa gợi ý, các con sẽ có thể giới thiệu thật hay về bạn hoặc người thân trong gia đình mình. Cô xin giới thiệu với các em một phát minh nữa của nhà khoa học Pascal mang tên tam giác Pascal. Trong toán học, tam giác Pascal là một mảng tam giác của các hệ số nhị thức. Tam giác Pascal là một mẫu số, các con số được sắp xếp để chúng phản ánh như một hình tam giác. Đầu tiên, một được đặt ở trên cùng và sau đó chúng ta bắt đầu đặt các số theo hình tam giác. Các số mà chúng ta nhận được trong mỗi bước là phép cộng của hai số ngay phía trên của nó. Tam giác này là một trong nhiều đóng góp của Pascal cho toán học. Cô hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích giúp các em học tốt hơn và yêu thích môn toán. Tiết học của cô trò mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng sau.